quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Thái Trọng Bình mắc đau thần kinh tọa, thoái khớp gối và khớp vai. Đau thần kinh tọa là thuật ngữ mô tả tình trạng xuất hiện một cơn đau lan tỏa dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa từ phía lưng dưới, qua hông, mông và xuống mỗi bàn chân. Thông thường, tình trạng này chỉ xảy ra ở một bên cơ thể. Cơn đau này thường do thoát vị đệm gây ra khi có các đốt sống hoặc ống sống bị hẹp gây chèn ép một phần của dây thần kinh tọa. Từ đó, tình trạng viêm, đau xảy ra và gây tê dọc xuống bên chân của dây thần kinh tọa bị ảnh hưởng. Dấu hiệu đặc biệt nhất của đau dây thần kinh tọa là cơn đau lan tỏa từ lưng dưới vào lưng hoặc bên cạnh hoặc chân. Cơn đau có thể rất khác nhau, từ đau nhẹ đến đau nhói hoặc đau dữ dội. Đôi khi người bệnh có thể cảm thấy như một cú điện giật, hoặc nó có thể tồi tệ hơn khi ho hoặc hắt hơi, hoặc ngồi lâu cũng có thể làm cho các triệu chứng của bệnh càng trở nên nặng hơn. Một số trường hợp khác có thể bị tê, ngứa hoặc yếu cơ ở chân và bàn chân, hoặc có thể bị đau ở một phần của chân và tê ở một phần khác. Đau thần kinh tọa thường sẽ biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, nếu triệu chứng đau này ngày càng tăng, kéo dài hơn một tuần hoặc cơn đau ngày càng nghiêm trọng và tồi tệ, cần phải được khám bởi bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị hợp lý. Những trường hợp cần phải được chăm sóc bởi bác sĩ và các dịch vụ y tế khi bị đau đột ngột, dữ dội ở lưng hoặc chân và tê hoặc yếu ở chân, hoặc cơn đau sau chấn thương như tai nạn giao thông hoặc gặp khó khăn trong việc kiểm soát ruột hoặc bàng quang. Ngay khi có những triệu chứng bệnh đầu tiên, bệnh nhân cần phải khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Phương pháp cấy chỉ gắt gút là một sự lựa chọn phù hợp cho mọi đối tượng mắc căn bệnh này. Đây là một phương pháp không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, ít biến chứng. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.